Con chào cô và các bạn, con tên là Ngọc Hà. Sau đây là bài thuyết trình của con. Đây là trò chơi hướng táo. Muốn bắt đầu trò chơi thì ấn vào nút lá cừ Khi ăn trứng vỡ thì sẽ bị trừ 1 điểm. Khi ăn trứng vàng thì sẽ được cộng 3 điểm. Còn khi ăn trứng thường thì sẽ được cộng 1 điểm. Khi ăn trứng đen thì sẽ thua. Khi bắt đầu nhấn vào lá cờ xanh thì phông nền sẽ chuyển sang phông nền blue sky. Nhân vật Riga của con có 9 trang phục ạ. Nhân vật chính thì có 4 trang phục. Khi ăn phải trang phục trứng thường thì sẽ được cộng 1 điểm. Khi ăn phải trứng vỡ thì sẽ bị trừ 1 điểm. Khi ăn phải trứng vàng thì sẽ được cộng 3 điểm. Còn khi ăn phải trứng hỏng thì sẽ bị thua. Con còn 4 nhân vật pháo hoa. Con chào cô và các bạn. Sản phẩm thuyết trình của con đến đây là hết.